Mình tên là Nguyễn Minh Non, mình hiện giờ đang là kinh doanh trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. Hôm nay mình là phục vụ theo đoàn là nhân viên bên phim của bên Beijing Vin. Hôm nay mình có cảm nghĩ khi mình chinh phục được điểm tập đông này thật là tuyệt vời, và khi mà trong quá trình mình đi rút ra được rất là nhiều bài học. Thì hôm nay mình cũng hỏi một số câu hỏi để hỏi đó chứ. Đây là chú Nghiện, gọi là ông ba của đoàn. Đây là người lớn tuổi nhất trong đoàn, hơn 50 người để chinh phục điểm tập đông này. Thì trong quá trình đi thì thấy rất là chú Nghiện này thì phải vất vả để vượt qua những cái đồi cát đến cái chặng đường mà đi chinh phục qua đồi lên leo núi thì thấy chú là rất là vất vả, để mà có tưởng chừng chú không thể vượt qua được, nhưng mà chú cho cái cảm giác và bí quyết để chú vượt qua được cái đó để đến điểm đông này như thế nào. Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Lê Khánh Nguyễn. Trong chuyến vừa rồi rất là hấp dẫn các bạn, mặc dù đi vượt qua đường cát, đường núi, qua hai đỉnh đồi, ba đỉnh đồi và vượt qua cái dốc đá, qua một cái bãi đá mà nó bị vừa rồi bị cuốn mưa nữa, nhưng mà với cái tinh thần là quyết tâm phải chinh phục được cái điểm cực đông, thành ra là đó là cái quyết tâm lớn nhất của mình, động lực lớn nhất của mình để đưa mình đến cái điểm cực đông này. Cảm ơn rất là tuyệt vời, cảm ơn chú. Ê, hôm nay trời rất nắng. Rất là nắng, tuy mặt hiện bây giờ là chỉ có là hiện hơn 7:30, nhưng mà điều đặc biệt ở đây điểm cực đông nó khác hẳn ở những giờ của ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ cực kỳ nóng. Thì mình đến em hỏi là anh Nghiêm, cái cảm giác của anh như thế nào khi mà anh đến được cái điểm cực đông, và trong quá trình của anh, mà em thấy đi, anh trong quá trình anh đi suốt 2 ngày nay thì anh lại phải là đi 15 phút, anh phải bóp thuốc vô chân anh và anh ngồi nghỉ đó. Để cho em hỏi cảm giác và cái động lực nào để anh vượt đến cái điểm cực đông như thế này Xin chào, thì mình là Khiêm. Thì thật sự là trong quá trình đi thì trước lúc mình đi mình cứ cảm nghĩ là con đường đi nó rất là bằng phẳng, nhưng mà không ngờ là lúc mình buổi chiều lúc mình bắt đầu mình đi thì sau 15 phút thì mình là bị căng cơ, và cái cảm giác đó của mình đó là mình thật sự là mình đi rất là đau, rất là đau, mình muốn là mình bỏ cuộc, nhưng mà cái quá trình mọi người đi là mọi người đồng viên nhau, hỗ trợ nhau, và tự nhiên là mình đi sau cùng, nhưng mà cuối cùng sau 2 tiếng hồ thì mình đã đến được cái vị trí của mọi người. Thì sáng hôm nay thì thức dậy rất là sớm và quyết định là chinh phục đỉnh cực đông, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng mà hầu như là mọi người đã vượt qua và những khó khăn trên con đường đi chinh phục, và cái cảm giác lúc mà mình check in được cái vị trí điểm cực đông là rất là hạnh phúc, và đây là một cảm giác mà mình không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình từ nay trở về sau. Và hy vọng rằng nếu có thể có điều kiện mình sẽ chinh phục điểm cực đông này một lần nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất là tuyệt vời. Hỏi thêm chú Nghiện thêm, trong quá trình khi mà đã chinh phục điểm cực đông này, chú Nghiện rút ra những được cái bài học gì để mà chia sẻ cùng các bạn để được thêm đoạn video clip này để giúp cho các bạn giúp thêm và tạo thêm cái động lực để vượt lên chính mình. Đây là cái tinh thần đồng đội, tôi thấy là rất tốt, mọi người hỗ trợ nhau, một cộng tác với nhau theo nhóm làm việc, coi như là rất là tích cực. Nhất là những cái lúc mà qua những hẻm đá, nếu mà không nhờ những cái bạn mà năng động hỗ trợ thì chắc trong đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn. Xin hỏi chú Nghiệm thêm một câu nữa trong quá trình như thế này, có thể một lần sau mà tự một mình chú đi đến điểm cực đông này, chú khả năng và tự tin mình là có thể chinh phục được hay không, hay là tất cả phải nhờ tất cả qua đồng đội của mình? Chắc chắn tôi sẽ đi quay đèo một lần nữa, và tôi đi một cái đoàn rất là nhỏ thôi, trong nhà tôi thôi. Quá tuyệt vời, cảm ơn anh. Ngon đến mức độ như vậy. Có cái muỗng không nhỉ? Vẫn là một bí mật. Vừa tuần lễ rất là đặc biệt không thể cưỡng lại rất cảm giác này hãy thưởng thức ngay vừa tuần lễ rất đặc biệt vừa tuần lễ là tuyệt vời, rất là ngọt, và các bạn không thể chần chừ cơ hội để chờ đợi thêm.